Trịnh Sàng hiện đang là tâm điểm chú ý và hứng chịu sự chỉ trích nặng nề của công chúng Trung Quốc sau hàng loạt scandal chấn động của mình. Họ yêu cầu cô rút khỏi giới giải trí, không được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Các nhà sản xuất phim, đối tác quảng cáo đã quay lưng lại với nữ nghệ sĩ. Ngoài ra, theo thông tin mới được chia sẻ, Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã liệt Trịnh Sàng vào danh sách nghệ sĩ có vấn đề, yêu cầu gỡ tất cả nội dung video, phim ảnh liên quan đến cô. File ghi âm muốn bỏ con sau khi nhờ người mang thai hộ. Ngày 18 tháng 1, Sina đưa tin bạn trai cũ Trương Hằng công khai giấy khai sinh của hai con, trên đó ghi tên người mẹ là Trịnh Sàng. Trong khi công chúng còn nghi ngờ việc nữ diễn viên đột ngột có hai con nhỏ mới tròn 1 tuổi, bạn của Trương Hằng tiếp tục tung thêm file ghi âm cuộc trao đổi giữa hai gia đình. Trong đó, cha mẹ của Trịnh Sàng cho rằng nữ diễn viên và bạn trai đã đường ai nấy đi. Cả hai còn trẻ, chưa thể nuôi con nhỏ, đề nghị bỏ thai nhi. Song, phía Trương Hằng cho biết đây là việc phạm pháp tại Mỹ. Phía Trịnh Sàng đưa ra yêu cầu sau khi sinh hai bé nên tìm cách cho nhận nuôi, không để hai bé biết cha mẹ ruột là ai. Cha của Trịnh Sàng liên tục nói, hai đứa trẻ này chúng tôi không cần. Còn nữ diễn viên cáu kỉnh, giờ cũng không bỏ được vì 7 tháng rồi, phiền chết đi được. Sau khi đoạn ghi âm lộ ra, khán giả Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ với cách Trịnh Sàng và cha mẹ chối bỏ con. Có thể Trương Hằng là kẻ xấu nhưng anh vẫn là người, còn cô không phải là con người. Một nghệ sĩ trẻ có nhân cách tồi tệ như vậy, thai nhi 7 tháng mà Trịnh Sàng còn muốn vứt bỏ. Vô cùng thất vọng. Trịnh Sàng hãy xin lỗi vào rời khỏi giới giải trí. Tôi không muốn thấy cô ta nữa, là những bình luận nhận được hàng chục nghìn lượt đồng tình trên Weibo. Các nhãn hàng, đối tác quay lưng. Sau scandal chấn động của Trịnh Sàng, các thương hiệu từng hợp tác với cô như Prada, Lola Rose, Chiocher đã thông báo chấm dứt hợp đồng hợp tác. Thương hiệu thời trang xa xỉ Prada đã đưa ra thông báo chính thức về việc hủy hợp đồng với Trịnh Sàng. Trên tài khoản Weibo của Prada đăng tải, tập đoàn Prada đã chấm dứt mọi quan hệ hợp tác với Trịnh Sàng. Bên cạnh làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận thì động thái của Prada chính là tổn thất lớn về kinh tế đầu tiên, trực tiếp ảnh hưởng đến sự nghiệp của Trịnh Sàng sau scandal đòi bỏ con ở Mỹ. Sohu có bài phỏng vấn một số nhà sản xuất phim và họ tuyên bố Trịnh Sàng là nghệ sĩ tồi tệ, trong tương lai sẽ không có đoàn phim hoặc chương trình nào dám mời cô. Người đại diện của Hiệp hội Quảng cáo Trung Quốc Trương Chí Bằng trả lời, không ai dám sử dụng hình ảnh cô ấy nữa. Điều đó là vô cùng kỳ quặc đối với tất cả diễn viên. Ngay cả khi scandal này không xảy ra, đội ngũ sản xuất trong ngành cũng không muốn mời Trịnh Sàng, một nhà sản xuất nói. Theo Sohu, vấn đề giữa Trịnh Sàng và Trương Hằng vốn thuộc về tình cảm cá nhân. Tranh chấp tài sản của họ cũng không phải sự việc quá lớn. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại lách luật để nhờ người ở Mỹ mang thai hộ. Tại Trung Quốc, việc mang thai hộ được cho là vi phạm đạo đức nên không được khuyến khích. Trịnh Sàng và tình cũ biết luật nên nhờ người nước ngoài mang thai hộ. Song, khi cả hai chia tay, nữ diễn viên muốn bỏ rơi hai con. Hành động của cô bị khán giả chỉ trích nặng nề về nhân cách. Hình tượng cô gái đáng yêu, ngây thơ của Trịnh Sàng sụp đổ. Nhiều khả năng bị cấm hoạt động nghệ thuật. Sáng ngày 19 tháng 1, trang chủ của Đài Trung ương Trung Quốc CCTV đã có bài đăng nói về vụ mang thai hộ của Trịnh Sàng với nội dung mang thai hộ nhưng không nuôi là dẫm đạp lên ranh giới cuối cùng. Theo Sohu, khi cơ quan ngôn luận của nhà nước lên tiếng chỉ trích là ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng nghệ sĩ, nhiều khả năng Trịnh Sàng sẽ bị cấm hoạt động. Sohu cũng đánh giá đây là scandal chấn động chưa từng có trong lịch sử giới giải trí. Nghệ sĩ trẻ không kiểm soát hành vi dễ dẫn đến những sai lầm không thể cứu vãn. Trong một hình ảnh lan truyền trên mạng, Cục Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã gửi thư yêu cầu các đơn vị truyền thông gỡ các nội dung liên quan đến cô. Như vậy, 4 tác phẩm chưa lên sóng của Trịnh Sàng là Thiện Nữ U Hồn, Tuyệt Mật Giả, Người Tình Phỉ Thúy, Bất Vương Chi Vương đều khó có thể lên sóng. Nữ Thần Thanh Xuân Một Thời Khó có thể trở lại.